Vũng Tàu, người phụ nữ thanh ngoạn đốt sống vì mâu thuẫn tiền bạc với em bạn gì. Mới đây mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip về sự việc kinh hoàng khi một người phụ nữ biến thành ngọn đốt sống vì bị tẩm xăng thiêu sống khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 2 tại phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, khi người phụ nữ đang ngồi trước hiên nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi đến hất xăng lên người rồi bật lửa. Trong giây lát, người phụ nữ bỗng biến thành ngọn đốt sống. Quá hoảng loạn, người phụ nữ cầu cứu những người xung quanh trong đau đớn. Thấy vậy, nhiều người cũng ra sức dùng mền dập lửa đang cháy trên người nạn nhân. Về phần nam thanh niên phóng hỏa, sau khi chứng kiến người phụ nữ biến thành ngọn đuốc sống cũng đã tìm cách dập lửa. Sau khi dập lửa, người này nhanh chóng bỏ đi. Khoảnh khắc người phụ nữ la hét đau đớn vì bỏng khiến ai nấy chứng kiến không khỏi bàng hoàng, kinh hãi. Đoạn clip trên được đăng tải đã khiến dân mạng không khỏi sợ hãi. Rất nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước sự dã man của nghi can, đồng thời chia buồn với nạn nhân. Vụ việc ngay sau đó đã được trình báo lên cơ quan chức năng. Theo thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đối tượng dùng xăng đốt chị họ do có mâu thuẫn tiền bạc đã ra đầu thú. Được biết nam thanh niên tưới xăng trong đoạn clip là Trần Văn Dũng, 23 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, Dũng có vay 5 triệu đồng của chị Hát, 31 tuổi, ngụ khu phố Hải Bình, là chị em bạn gì với Dũng, từ nhiều năm nhưng chưa trả. Sau đó, chị Hát có gán nợ của Dũng qua cho vợ chồng chị L, ngụ khu phố Hải Bình, với số tiền 3 triệu đồng. Chồng chị L yêu cầu Dũng trả tiền và đe dọa đánh nếu Dũng không trả. Tối 25 tháng 2, khi Dũng đến nhà Hát chơi thì chị này nói rằng mình đã gán nợ của Dũng sang cho một người khác với số tiền 3 triệu đồng. Bị người nhận nợ đe dọa, Dũng lấy 3 triệu đồng trả cho người này. Tại đây, D và chị Hát có lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn, thách thức lẫn nhau, sau đó D đi mua bịch xăng rồi quay lại ném vào người chị Hát và châm lửa dẫn đến sự việc thương tâm. Bệnh viện Bà Rịa cho biết nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 3. Ngay sau khi sơ cứu ban đầu, ngay trong đêm, phía bệnh viện đã chuyển chị Hát lên bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Còn D rời khỏi hiện trường, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 26 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạm giữ Trần Văn Dũng, 23 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để làm rõ việc nghi can này dùng xăng đốt người.